cơ hội và cũng đầy thách thức. Thì các anh các chị cũng biết là với ngày hôm qua thôi xăng đã tăng lên 3.000, thêm 3.000 đồng một lít, rồi là điện cũng tăng, rồi tỷ giá, tất cả những cái này là những cái thách thức mà chúng ta sẽ vượt qua. Nhưng tôi tin rằng là với cái sự ủng hộ của anh các chị, với cái niềm tin mà các anh các chị có đối với lực lượng của mình và đối với Vĩnh Tường, thì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được tất cả mọi khó khăn để về đích, là nâng cao cái năng lực sản xuất giao vận trong năm nay, cũng như là đổi mới các cái chương trình hướng tới khách hàng, để làm sao là thị trường thì rất là nhiều khó khăn nhưng chúng ta vẫn sẽ ổn định ở trong ngành trần và vách ngăn. Xin chúc các anh chị em ở chi nhánh ở Vĩnh Tường miền Bắc cũng như là toàn thể công ty cổ phần công nghiệp Vĩnh Tường năm 2011 là thật là nhiều sức khỏe, đủ nhiều niềm tin, và cùng nhau chúng ta vững tiến vượt qua tất cả những khó khăn của 2011 cũng như cùng tiến vào tương lai. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn bài phát biểu của ông Đặng Minh Phương. Kính thưa quý vị, để có những thành công như thế thì ngoài việc thể hiện những giá trị của đội ngũ Vĩnh Tường như là đoàn kết, chuyên nghiệp hướng tới khách hàng, mà còn phải nhờ vào sự tin tưởng của các đại lý, trung tâm phân phối đã gắn bó với Vĩnh Tường suốt thời gian vừa qua. Chính vì thế mà Vĩnh Tường đã tổ chức thực hiện rất nhiều các chương trình khuyến mại bán hàng nhằm mục đích gia tăng thêm lợi nhuận cho khách hàng của mình. Và một trong những chương trình đó được mang tên chương trình Chung Niềm Tin Dinh Quà Tặng. Chung Niềm Tin Dinh Quà Tặng bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 năm 2010 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 với rất nhiều khách hàng cùng chung niềm tin với Vĩnh Tường tham gia. Và hôm nay đây chúng tôi xin được phép công bố danh sách các khách hàng dinh những quà tặng đầu tiên của chương trình. Vâng, cho tôi được phép là công bố danh sách của những khách hàng đầu tiên. Xin được trân trọng kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cứ Hương với giải thưởng là chiếc TV Sharp 40 inch. Xin trân trọng kính mời cửa hàng Đức Trang với phần thưởng là một tủ lạnh Toshiba. Xin trân trọng kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn Cảnh Nam với giải thưởng là chiếc lò vi sóng Sanyo. Xin trân trọng kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Thanh Thanh lò vi sóng Sanyo. Xin được chúc mừng công ty Hưng Lợi với giải thưởng là lò vi sóng Sanyo. Xin trân trọng kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại dịch vụ Ngọc Ân, phần thưởng là máy giặt Toshiba. Xin được trân trọng kính mời cửa hàng vật liệu Thanh Hằng với giải thưởng là chiếc lò vi sóng Sanyo. Xin trân trọng kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Quý Thủy, phần thưởng là lò vi sóng Sanyo. Xin được chúc mừng cửa hàng Thanh Vững với giải thưởng là lò vi sóng Sanyo. Xin trân trọng kính mời công ty Phong Cách A với giải thưởng là lò vi sóng Sanyo. Xin được trân trọng kính mời xí nghiệp sản xuất dịch vụ thương mại Thẩm Tâm với giải thưởng là chiếc lò vi sóng Sanyo. Xin trân trọng kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Minh Hoàng với giải thưởng là một máy giặt Toshiba. Vâng, xin mời các anh chị tiến lên sân khấu để nhận giải thưởng của mình ạ. Vâng, và xin được trân trọng kính mời những khách hàng có tên vừa rồi lên sân khấu để nhận phần thưởng ạ. Dạ, chắc có lẽ vì một số lý do đặc biệt ngoài ý muốn là những khách hàng đến món quà đầu tiên chúng ta chưa kịp tới. Xin trân trọng kính mời bà Vũ Thị Thanh Nga, giám đốc bán hàng khu vực miền Bắc tiến lên sân khấu để trao giải đầu tiên cho những khách hàng đến được những món quà đầu tiên. Xin trân trọng kính mời bà Vũ Thị Thanh Nga tiến lên sân khấu. Vâng, và bây giờ tôi
xin được mời những khách hàng có tên sau đây tiến lên sân khấu để xin những phần quà tiếp theo trong những ngày đầu năm mới Tân Mão 2011. Xin trân trọng kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Rạng Sơn với phần thưởng là một Honda Airblade và một TV LCD Sony 32 inch. Xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Lê Hiếu với giải thưởng là chiếc Honda Airblade. Xin trân trọng kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Điện Thuận với giải thưởng là một Honda Lead. Xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Kiến Thành với giải thưởng là chiếc Honda Lead. Xin trân trọng kính mời công ty Hoàng Nhật Hồng với giải thưởng là một xe Honda Lead 110 phân khối. Vâng, và xin được chúc mừng công ty Hải Đăng với giải thưởng là chiếc Honda Lead 110 phân khối. Xin trân trọng kính mời cơ sở sản xuất Hải Hà với phần thưởng là một Honda Way. Và xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Khánh Hưng với giải thưởng là chiếc Honda Way RS. Xin trân trọng kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Minh Tuấn với giải thưởng là một xe Honda Way. Xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Trường Giang với giải thưởng là xe Honda Way RS. Xin trân trọng kính mời công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Tiên Tân với giải thưởng là một xe Honda Future. Xin được trân trọng kính mời đại diện của công ty cổ phần hoàn thiện nội thất Đại Dương với giải thưởng là chiếc xe Honda Future. Xin trân trọng kính mời doanh nghiệp tư nhân Thịnh Vân với phần thưởng là một xe Honda Way Alpha. Xin trân trọng kính mời những quý khách rinh những món quà to hơn, chúng ta tiến lên sân khấu. Và xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Trường Hải, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường sẽ lên trao quà tặng cho những khách hàng đã chung một niềm tin với Vĩnh Tường. Xin mời ông. Hàng Việt Nam.
Dạ, một lần nữa xin cảm ơn ông Phương và tất cả quý vị đã đem những món quà to trong những ngày đầu năm 2011. Dạ, xin mời quý vị chúng ta cùng đi hướng này để chạm tay vào những giải thưởng của chúng ta. Xin kính mời. Mời các anh chị hướng về phía này đấy. Dạ rồi, xin vui lòng tất cả chúng ta cùng cười lên ạ, mỉm cười ạ. Rồi, xin cảm ơn tất cả quý vị đã thêm những phần quà thật sự là to lớn. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị và xin mời quý vị trở lại bàn tiệc. Phó tổng giám đốc điều hành miền Bắc tiến lên sân khấu để trao sổ tiết kiệm cho những khách hàng đã có những đóng góp tích cực trong suốt năm 2010. Xin trân trọng kính mời ông Đặng Minh Phương. Xin mời công ty Đại Phát ạ. Dạ, xin mời công ty Mười Món Phương ạ.
rất khoa học. Sau như thế là dạ, xin mời công ty dịch vụ hơn sao ạ. Xin một tràng pháo tay nữa dành cho tất cả những quý vị và có những chuyến sổ quý vị với những số tiền mà do những nỗ lực đóng góp của chính khách hàng mang lại trong năm 2010. Kính thưa quý vị, Vida Club hay còn gọi là câu lạc bộ trung tâm phân phối được Vĩnh Tường thành lập từ năm 2008 dành cho các trung tâm phối với mục đích tạo ra một sân chơi bổ ích và một diễn đàn để giúp cho các hội viên chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh hay biết. Sau 3 năm hoạt động, Vida Club ngày càng chứng tỏ được sự hấp dẫn nhờ đa dạng về hình thức hoạt động cùng những quyền lợi thiết thực mà các hội viên của Vida Club nhận được. Phấn đấu để được thăng hạng hội viên cũng là một trong những động lực phấn đấu của các hội viên Vida Club. Và ngay sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời quý khách hàng có tên sau đây tiến lên sân khấu. Trân trọng kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Toàn Hành Hội Viên Bạc. Trân trọng kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Thơ Hội Viên Bạc. Trân trọng kính mời doanh nghiệp tư nhân Thịnh Vân Hội Viên Bạc. Trân trọng kính mời công ty cổ phần xây dựng và trang trí nội thất Viễn Đông Hội Viên Bạc. Trân trọng kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Trường Giang Hội Viên Bạc. Xin được trân trọng kính mời công ty cổ phần công nghệ và phát triển Hải Đăng Hội Viên Bạc. Xin trân trọng kính mời cửa hàng Đức Giang Hội Viên Bạc. Xin được trân trọng kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Đại Đồng Hội Viên Bạc. Xin trân trọng kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Vĩnh Hoàng Hội Viên Bạc. Xin được trân trọng kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Minh Tuấn Hội Viên Bạc. Xin trân trọng kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và xây dựng Tứ Hương Hội Viên Bạc. Xin được trân trọng kính mời công ty cổ phần hoàn thiện nội thất Đại Dương Hội Viên Bạc. Xin trân trọng kính mời tất cả các anh chị em có tên xin vui lòng tiến lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời công ty cổ phần xây dựng trang trí nội thất Viễn Đông, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Trường Giang. Xin được trân trọng kính mời công ty cổ phần công nghệ và phát triển Hải Đăng. Xin trân trọng kính mời cửa hàng Đức Giang. Xin trân trọng kính mời cửa hàng Đức Giang. Vâng, xin được trân trọng kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Đại Đồng. Xin trân trọng kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Vĩnh Hoàng. Xin được trân trọng kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Minh Tuấn. Mời công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ xây dựng Tứ Hương. Và xin được trân trọng kính mời công ty cổ phần hoàn thiện nội thất Đại Dương. Xin một lần nữa cảm ơn ông Nguyễn Trường Hải và tất cả quý khách, và xin một xin quý khách một tràng pháo tay cho tất cả những hội viên bạc hôm nay.
kính mời doanh nghiệp Thiên Nhiên Tân Huế. Kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại và nội thất Đại Pháp. Kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn Quỳnh Hoàng Phương. Xin mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Nhật Hồng. Xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển xây dựng và thương mại Đức Cường. Xin mời công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Tiến Thành. Xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Toàn Lộc. Kính mời công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Kết Đàn.